vậy là trước trận đấu thì theo bốc thăm thì kỳ thủ Võ Minh Nhất được cầm quân đỏ đi trước. Anh đã sử dụng thế trận tiên nhân chỉ lộ. Xét về lối chơi thì trong các kỳ thủ ở Việt Nam thì kỳ thủ Võ Minh Nhất là một trong những kỳ thủ có lối chơi đa dạng nhất. Anh có thể vừa chơi tấn công cũng vừa có thể chơi phòng ngự chắc chắn. Và ngay cả cách tấn công thì những cái lựa chọn khai cuộc của anh cũng hết sức đa dạng. Anh có thể chơi tiên nhân chỉ lộ, pháo đầu, đó là thế trận tấn công, hay là đi phi tượng, khởi mã ở trong những cái trận cần sự chắc chắn. Ở đây đối lại trận tiên nhân chỉ lộ thì anh Trần Quang Chiến đã chơi chốt để pháo. Hai bên đều thực hiện những nước đi khai cuộc rất nhanh. Những nước này thì đều là những nước đi khai cuộc thông thường. Chốt để pháo đi pháo 2 bình 5 và tượng 3 tiến 5. Ở trận đấu ngày hôm nay thì anh Nhất đã chọn phương án là lên sĩ sớm. Đến hình cờ hiện tại. Đến hình cờ hiện tại có thể thấy cả hai bên đều thực hiện những nước triển khai cây thôi. Mục đích của cái thế trận mà tiên nhân chỉ lộ chuyển pháo đầu đối chốt để pháo phi hữu tượng mà bên đi tiên lên sĩ sớm ấy, là để chống lại cái ý đồ thi tốt 3 của bên hậu để phản công vào cái lộ 7 của bên mình, của bên tiên. Những nước đi tiếp theo thì bên tiên sẽ triển khai cây bằng cách là khép pháo 8 bình 6 tạo thành thế ngũ lục pháo rồi nhảy mã 8 tiến 7. Là những nước đi triển khai cây. Xe 8 tiến 6. Sau một hồi cân nhắc thì anh Trần Quang Chiến đã tiến xe lên hàng tốt để tấn công vào con mã 3, mã yếu của bên tiên. Nên rất nhanh chóng anh Nhất đi pháo 6 tiến 1 bảo vệ con tốt 3, chống lại cái ý đồ đó của bên hậu. Binh 3 tiến 1. Đây là một cái kế hoạch thường thấy của cái nước chốt để pháo đấy, tức là con pháo nằm sau tốt. Khi mà đối phương đã thực hiện nước tiến tốt trước, mình kê pháo vào thì sau này sẽ ngầm phục cái nước thì tốt. Tốt ăn lên thì con pháo sẽ được giảm ngòi và tấn công một cái con ở phía sau của trận địa đối phương. Đấy là một trong những cái kế hoạch của cái nước chốt để pháo. Ở thời điểm hiện tại thì anh Trần Quang Chiến vừa đi chốt 3 tiến 1. Đương nhiên bên đi tiên không thể ăn tốt sang được, sẽ bị pháo ăn mã. Xe 9 bình 8. Đổi xe. Các bạn có thể thấy đây là một nước cờ tương đối hay. Đổi con xe kém nước nhưng mà con mã lại rời khỏi cái lộ soi của con pháo 3 của bên hậu. Ngoài ra sau khi đổi ấy, thì cái cánh phải của bên hậu sẽ không có xe phòng ngự và nó trở thành một cánh yếu. Khi đó thì con pháo đầu của bên tiên về sau này có thể chuyển qua bên cánh trái và khoét sâu vào cánh phải của bên hậu. Đó là cái kế hoạch phát triển cây của bên tiên. Nói về anh Nhất thì anh là một kỳ thủ rất mạnh về những cái nguyên lý trong khai cuộc. Ngoài việc mà nắm bắt rất nhiều những cái khai cuộc thông dụng thì những cái nguyên lý về khai cuộc anh đều nắm rất vững. Ở nước đi vừa rồi kỳ thủ Trần Quang Chiến đã chơi pháo 3 tấn 3. Là một nước ăn lời tốt. Tuy nhiên con pháo rời khỏi trận địa của mình
thì vô hình chung nó về sau này nó sẽ thành một cái điểm yếu để cho bên đối phương công kích. Ngay lập tức, kỳ thủ Võ Minh Nhất chơi pháo 5 bình 9, vừa nhường chỗ cho con tượng 7 tiến lên giữa, củng cố trận địa và uy hiếp con pháo kỵ hà của đối phương. Thêm mục đích nữa là soi vào cái con mã 1 không có con giữ. Hiện tại thì đang không có con giữ. Con mã 1 bên hậu thì có con pháo 9 gọi là giữ gián tiếp. Khi mà nó nằm cùng một hàng ngang và có hai ngòi thì ở đây có thể gọi là con pháo giữ gián tiếp. Chỉ cần giảm ngòi thôi là con pháo sẽ bảo vệ được con mã biên. Mã 7 tiến 8. Vừa triển khai cây và vừa lấy pháo biên bảo vệ từ xa cái con mã của mình. Tránh nước thì tốt 9 tiến 1 thì tốt của kỳ thủ Võ Minh Nhất. Vậy là tượng 7 tiến 5 rồi. Sau hơn 10 nước cờ thì bên tiên đã hình thành cho mình một thế cờ phát triển cây rất vững chắc. Dường như là không có điểm yếu. Binh 3 tiến 1 đổi xe. Rất hay. Không thể binh 7 tiến 1 được. Bởi vì sau khi thí xe thì con pháo ăn xe sau đó lại có thể ăn ngay con pháo kia. Tuy nhiên thì anh Chiến vẫn chọn cái phương án đó. Anh muốn phế cây nhưng mà lại có lợi thế về hai con tốt. Tốt 3 và tốt 7. Anh Nhất đang cân nhắc cái phương án này. Có nên ăn hơn cây không? Ăn xe thì buộc phải ăn xe rồi. Và sẽ là pháo 2 bình 7 ăn pháo, lời pháo. Khi đó thì anh Trần Quang Chiến sẽ chơi binh 7 tiến 1 tấn công vào mã. Còn mã 3 của anh Võ Minh Nhất. Đây là phế cây có bù đắp. Tuy nhiên theo tôi thì cái bù đắp này sẽ không đủ. Bây giờ thì anh Chiến chắc chắn sẽ phải ăn xe rồi. Và không thể nào kém xe được. Ngoài ra thì ăn xe thì khả năng phải là lấy tốt ăn xe. Như vậy là vừa rồi tôi có hơi sai sót một chút sau khi con pháo, sau khi bên anh Trần Quang Chiến ăn xe, anh Nhất chơi pháo 2 bình 7 ăn xe thì con pháo lại phòng ngự cái hàng tốt của mình rất mạnh. Vì vậy là anh Chiến sẽ không tạo được nhiều uy hiếp với con mã 3 của kỳ thủ Võ Minh Nhất nữa. Như vậy thì chỉ đơn giản là kém cây nhưng bù đắp là hơn hai tốt trung tâm thôi. Pháo 9 bình 7 vẫn là một nước cờ soi vào cái lỗ yếu của đối phương. Mã 3 thoái 1 phòng ngự từ xa. Mục đích của bên hậu chơi pháo 9 bình 7 chính là đưa tốt 3 của mình qua sông. Tượng không thể ăn lên được. Tượng ăn lên thì sẽ bị pháo đánh tượng đáy chiếu bí. Anh Nhất đã rất nhanh nhìn được thấu được ý đồ của đối phương mà chơi mã 3 thoái 1. Như vậy thì bước qua giai đoạn chung cuộc, kỳ thủ Võ Minh Nhất đã vận dụng được cái ưu thế đi tiên của mình để đưa về hình cờ là hơn cây nhưng mà kém hai binh chủng, hai tốt. Cái ưu thế này trong cờ tàn thì cũng là tương đối lớn, tuy nhiên để chuyển hóa nó thành chiến thắng cũng cần rất nhiều điều.
Vâng, cuộc chiến về cờ tàn. Cờ tàn không xe là cuộc chiến của những con tốt. Nhật chơi phá 9 tiến 4. Tiêu diệt tốt biên của đối phương. Vâng, thưa anh Trang, anh đánh giá thế nào về kỹ năng cờ tàn của người đồng đội cũng là người lãnh đội của mình, anh Võ Minh Nhất ạ? Vâng, nói về kỹ năng cờ tàn thì kỳ thủ Võ Minh Nhất là một trong những cái kỳ thủ có kỹ năng cờ tàn pháo mã. Vâng, cờ tàn thì nó rất nhiều loại cờ tàn, và ở đây thì ván cờ đã đến thể loại là cờ tàn pháo mã. Thì cái kỹ năng cờ tàn pháo mã của anh Nhất là rất tốt, có thể nói là một trong những kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam về cờ tàn pháo mã. Vâng. Và có vẻ như ý đồ của anh Võ Minh Nhất đang muốn đưa ván đấu thứ nhất về cờ tàn pháo mã đúng không ạ? Vâng, chính xác là như thế và hiện tại cũng đã là như thế. Và cờ tàn pháo mã thì đã hình thành rất rõ rệt. Một bên còn hai pháo hai mã một tốt, còn một bên còn một pháo hai mã và ba tốt. Ở hình cờ hiện tại, bên đi tiên hơn cây kém hai tốt. Và hai con tốt của đối phương nếu để chúng liên kết ở một vị trí nào đó nhất định thì cái ưu thế cũng sẽ không nhiều. Tuy nhiên thì cái điều đó thì rất khó xảy ra với một kỳ thủ kinh nghiệm như kỳ thủ Võ Minh Nhất. Vâng, vừa rồi thì anh Nhất chơi pháo 9 bình 2, mở đường cho tốt biên tấn công mã biên của anh Trần Quang Chiến. Anh Chiến lập tức chơi mã 8 tiến 6 và anh Nhất chơi bình 9 tiến 1. Đương nhiên anh Chiến phải lùi mã về rồi. Ở đây thì ưu thế dành cho kỳ thủ Võ Minh Nhất là khá lớn. Chúng ta cùng chờ xem anh sẽ chuyển hóa nó thành chiến thắng như thế nào. Nói về nguyên lý cờ tàn pháo mã thì phải nhắc đến là vị trí quân, vị trí cây mệnh. Ở đây thì cờ tàn pháo mã thì pháo mã đã là trở thành quân mạnh rồi. Vậy phải ưu tiên đưa những quân mạnh vào những cái vị trí tốt ở trên màn cờ. Hiện tại thì mặc dù hơn 2 cây, à hơn 1 cây, nhưng mà những cái cây của anh Nhất chưa chiếm được vị trí đắc địa. Con mã 2 của anh rất xấu. Vừa chưa có điểm nhảy lại vừa bị con pháo, con mã trên hà của đối phương đang nhòm. Đến bây giờ thì anh Nhất có thể di chuyển mã tới vị trí thuận lợi hơn. Vâng, mã 2 tiến 3. Sau đó sẽ mã 3 thoái 1 bắt pháo. Rồi mã 1 tiến 2. Đó là vị trí rất đẹp cho con mã. Các bạn có thể thấy anh Nhất nắm rõ, rất rõ nguyên lý của cờ tàn. Tôi vừa nói thì anh đã thực hiện cái ý đồ đó. Tượng 7 tiến 9. Ở đây thì có hai phương án. Một là mã ăn tốt và hai là như tôi nói, mã 3 thoái 1 bắt pháo rồi mã 1 tiến 2 đưa mã tới vị trí đẹp hơn. Tuy nhiên thì anh Nhất đã chọn phương án là ăn tốt và sẽ kéo trận đấu này về. Sẽ kéo trận đấu này về cờ tàn ạ. Mã 4 tiến 5 và mã 8 tiến 9. Pháo 7 thoái 5, phòng ngự từ xa. Tôi nghĩ vẫn là mã 9 tiến 8 thôi.
Cấp 4 tiến 1 và pháo 7 thoái 2, cờ rất nhanh, không cần suy nghĩ nhiều. Vừa rồi thì anh Nhất có một phương án tương đối hay, đó là đi mã 8 tiến 7 chiếu tướng mời đổi pháo ngay. Nếu pháo ăn qua thì con pháo thay vì phải chạy một nước thì có thể phóng lên trận địa đối phương ngay. Tuy nhiên anh Nhất đã chọn phương án chạy pháo trước. Vâng, rất khó cho anh Trần Quang Chiến rồi. Pha 4 tiến 2, đang dọa nhảy mã chiếu hết. Vâng, với nước đi như thế này thì anh Trần Quang Chiến có thể chống đỡ như thế nào ạ? À? Thưa trọng tài Đặng Hữu Trang. Ở đây thì sẽ rất khó. Trước cái kế hoạch nhà mã ngoại tào chiếu hết thì anh Trần Quang Chiến có thể di chuyển con tốt khỏi ngòi của con pháo. Khi đó thì chiếu tướng thì có thể ra tướng. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một cái cách phòng ngự hết sức bị động mà thôi. Có thể di chuyển con sĩ được không? Nếu di chuyển con sĩ thì ngay lập tức sẽ chơi mã 8 tiến 6 chiếu tướng. Và nếu như vậy thì con sĩ chỉ có nước là sĩ 5 tiến 4 thôi. Vì nếu sĩ 5 thoái 4 thì mã 8 thoái 6 cũng chiếu hết vì không để lên tướng. Còn sĩ 5 tiến 6 thì ngay lập tức con pháo có thể ăn lui về con mã hơn 2 cây. Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cùng chờ đợi quyết định cuối cùng của anh Trần Quang Chiến. Vâng, giống như tôi nói là chạy tốt thôi. Sẽ là nhảy mã chiếu tướng rồi ăn mã về tượng, tấn công pháo. Tôi nghĩ rằng nước cờ này thì anh Nhất sẽ không phải suy nghĩ nhiều. Vâng, lúc này thì anh Trần Quang Chiến đang phải chống đỡ những nước tấn công liên tiếp của kỳ thủ Võ Minh Nhất. Mã 3 thoái 4. Binh 5 tiến 1. Bây giờ mới là ăn mã biệt tượng. Các bạn có thể thấy rằng cái nước đi nó quan trọng như thế nào, thứ tự về nước đi. Nếu vừa rồi anh Nhất ăn mã biệt tượng ngay thì con pháo của kỳ thủ Trần Quang Chiến, cái tầm hoạt động của nó sẽ bị hạn chế hơn rất nhiều, sẽ phải thoái 1 hoặc là bình 8. Khi đó thì anh Võ Minh Nhất mới đi mã 3 thoái 4 thì cái thế cờ nó sẽ mạnh hơn nhiều so với thời điểm hiện tại. Sĩ 5 chiếu tiến 6 chiếu tướng rất hay. Nhưng chắc chắn sẽ là mã 6 tiến 4 rồi ạ. Khi đó thì chơi tượng 3 tiến 5. Diệt trừ hậu họa. Đến đây thì nếu mà không mắc sai lầm quá lớn thì kỳ thủ Võ Minh Nhất sẽ giành chiến thắng. Vâng. Có thể nói ở ván đấu thứ nhất thì anh Võ Minh Nhất đã thể hiện được đẳng cấp cũng như phong độ rất tốt của mình.
Rất nhanh chóng, thời gian suy nghĩ dành cho anh Võ Minh Nhất và cả anh Trần Quang Chiến vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên thì lúc này lợi thế đang nghiêng hẳn về bên kỳ thủ Võ Minh Nhất rồi. Kế hoạch của anh Nhất đang là đưa con mã đến vị trí tấn công cái con mã 4 của bên hậu đang bị giằng ở cái lộ 4. Rất hay. Mã 6 thoái 8. Pháo 7 thoái 6. Phòng ngự nước chiếu. Ở đây có thể chơi đơn giản, ăn mã về tốt cũng được. Bên kia chỉ chờ thua thôi, không còn cơ hội nữa rồi. Vâng, với hình cờ như thế này thì rất khó cho kỳ thủ Trần Quang Chiến. Bạn có thể thấy những nước cờ rất lão luyện của kỳ thủ Võ Minh Nhất. Vâng. Tôi cũng có cảm giác những nước tấn công rất sắc bén của kỳ thủ Võ Minh Nhất. Và đúng như những gì mà trọng tài Hữu Trang đã chia sẻ, anh Võ Minh Nhất xứng đáng trở thành ứng cử viên cho chức vô địch của đấu trường cờ Việt năm nay. Có vẻ như anh Trần Quang Chiến đang bị bí và không biết đi nước nào. Anh đã suy nghĩ khá lâu cho nước đi này. Vâng, đây là lại là một cái hình cờ mà có thể nói là ưu thế thắng. À, nhắc đến cái hình cờ ưu thế thắng thì tôi lại nhớ đến một cái lời dạy của một người thầy khác của tôi. Anh có một câu mà tôi rất tâm đắc, đó là càng ưu thì càng phải cẩn thận. Tại vì cái lúc mà mình ưu thế nhất, lúc mà mình gần đến chiến thắng nhất là cái lúc mà mình lại dễ mắc sai lầm nhất. Vâng. Chúng ta có thể chứng kiến những cái thất bại ở phút chót của những cái kỳ thủ khác ở chính chương trình đấu trường cờ Việt này của chúng ta. Cho nên là anh Trần Quang Chiến vẫn đang cố gắng chờ đợi sai lầm của đối phương. Vâng. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu của người chơi Trần Quang Chiến. Xin chào anh Chiến ạ, anh muốn nói gì ạ? Tôi thấy hình cờ này tôi thấy hình cờ kém không có được, tôi xin thua. Vâng, như vậy là ván đấu đầu tiên đã kết thúc với chiến thắng cho kỳ thủ Võ Minh Nhất. Và tỷ số ván thứ nhất là Võ Minh Nhất 2-0 Trần Quang Chiến. Vâng, như vậy là sau ván đấu thứ nhất, kỳ thủ Trần Quang Chiến đã phải nhận một thất bại. Thì ván đấu thứ hai, anh được đi tiên và buộc phải chọn một cái thế trận đối công nhất để mong trở lại một chiến thắng để đưa trận cờ về trận cờ chớp. Hai bên đã hình thành thế trận pháo đầu đối bình phong mã hiện đại. Họ chơi phương án bình pháo đổi xe. Đây là một phương án mà có thể nói là mạnh nhất của bên Lý Hậu để chống lại cái thế trận pháo đầu. Cùng chờ xem anh Trần Quang Chiến sẽ lựa chọn phương án tấn công nào.
Ở đây thì thông thường nhất thì sẽ là pháo 8-7-9. Đó là thế trận ngũ cửu pháo đối Bình Phong Mã. Tuy nhiên thì trong một giải đấu gần nhất tôi xem anh Trần Quang Chiến thi đấu thì anh lại chọn phương án chơi xe 9 tiến 1. Đó là một biến cổ đã rất lâu không được các kỳ thủ sử dụng. Và anh Chiến ở ván đấu đó thì đã sử dụng và giành thắng lợi. Không biết ngày hôm nay buộc phải thắng thì anh Chiến có sử dụng lại biến đó hay không? Chúng Vâng. ta hãy cùng chờ xem. Và như vậy là anh Chiến đã lựa chọn thế trận ngũ cửu pháo. Đây hứa hẹn sẽ là một ván đấu hết sức hấp dẫn khi mà cả hai bên đều có những cái hiểu biết rất tốt về khai cuộc. Vâng, chính vì vậy mà cả hai kỳ thủ đã có những nước khai cuộc rất nhanh. Vừa rồi thì anh Nhất chơi pháo 7 tiến 5, tấn công vào con tượng đáy. Để phòng ngự nước này thì bên hậu ngoài nước tượng 3 tiến 1 thì có thể chơi tượng mã 3 thoái 5. Tuy nhiên ở trận đấu ngày hôm nay thì anh Chiến đã chơi tượng 3 tiến 1. Có lẽ rằng anh có sự nghiên cứu về cái phương án này. Pháo 2 tiến 4. Mặc dù có lợi thế về chiến thắng ở ván thứ nhất, nhưng ván thứ hai dù cầm quân đi sau nhưng mà kỳ thủ Võ Minh Nhất vẫn đang chơi hết sức chủ động. Anh đã đưa hai pháo xâm nhập vào trận địa của đối phương. Đây sẽ là một cuộc chiến một mất một còn, sẽ rất khó có tỷ số hòa. Ngũ cửu pháo là một thế trận mà có tính đôi công rất quyết liệt. Vâng, anh Trần Quang Chiến thì không có đường lui. Anh bắt buộc phải giành chiến thắng. Trong khi đó, thì theo tôi, kỳ thủ Võ Minh Nhất cũng với đẳng cấp của mình cũng không muốn đưa trận đấu về thế hòa. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến của ván đấu thứ hai. Anh cờ vừa rồi, kỳ thủ Trần Quang Chiến vừa đi pháo 9 thoái 1. Có lẽ là một nước cờ ngoài sự chuẩn bị của kỳ thủ Võ Minh Nhất. Anh đang nghĩ khá lâu cho nước cờ này. Ở đây thì có khá nhiều cách chơi cho bên hậu. Có thể chơi pháo 2 bình 3. Đổi xe. Cũng có thể chơi bình 7 tiến 1. Vâng, với sự hiểu biết về phong cách của kỳ thủ Võ Minh Nhất thì trọng tài Đặng Hữu Trang, theo anh Nhất đang suy nghĩ gì và anh đang lo ngại điều gì ạ? Theo tôi thì với sự đầu tư về thời gian cho nước cờ này, rất có thể là anh Nhất đang mở ra một cái kế hoạch tấn công. Tuy nhiên có lẽ anh đã cân nhắc kỹ lưỡng cái kế hoạch tấn công của mình và nghĩ rằng là cái kế hoạch đó sẽ không đạt được mục đích như ý muốn nên anh đã lùi mã về, mã 8 thoái 7. Dường như ngay lập tức, kỳ thủ Trần Quang Chiến đã chơi binh 5 tiến 1, mở đường tấn công ở trung lộ.
cũng là mở đường cho xe giật về hàng pháo và về hàng tốt để bắt hai pháo của bên hậu. Có thể thấy được những mục đích nhất quán của kỳ thủ Trần Quang Chiến của nước đi pháo 9 thoái 1. Đó là một nước cờ vừa phòng ngự từ xa cái ý đồ tấn công bên cánh phải của bên hậu. Khi con pháo đã lui về cái hàng cửu của mình ấy, thì nếu đối phương có tấn công xe pháo ấy, thì chỉ cần một nước chống đỡ đó là lên tướng thôi, thì xe pháo không thể tạo được uy hiếp gì cho thế trận bên mình. Đó là một nước phòng ngự từ xa. Ngoài ra nó cũng là một mở đường cho một cái kế hoạch tấn công khác, đó là con pháo 9 có thể đưa vào trung lộ để tấn công trung lộ, hay thậm chí có thể là đưa qua lộ 3 để soi vào cái lộ 7 yếu của bên đi hậu. Đấy là một nước cờ rất cơ động của bên đi tiên. Vừa rồi thì không biết anh Nhất đã có sự nghiên cứu về cái phương án này chưa, nhưng anh suy nghĩ khá lâu và chọn phương án mã 8 thoái 7. Quý vị và các bạn đang được theo dõi những diễn biến của ván đấu thứ hai, trận đấu thuộc vòng 3 giữa kỳ thủ Võ Minh Nhất tới từ thành phố Hồ Chí Minh và kỳ thủ Trần Quang Chiến tới từ Hà Nội. Và người thắng trong trận đấu này sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Ngô Ngọc Minh tới từ Long An và Hoàng Tuấn Anh tới từ Phú Thọ tại vòng 4. Tốt 5 tiến 1. Vẫn là ý đổ tấn công thẳng vào trung lộ. Xe 8 bình 7.
Anh Nhất đi khá nhanh cho nước cờ này. Nếu mã 7 tiến 5 thì sao ạ? Lại là một nước cờ mà tấn công dữ dội và trung lộ. Tôi nghĩ rằng cái nước C8 mình 7 này của anh Nhất là không được hay cho lắm. Kỳ thủ Trần Quang Chiến đang suy nghĩ tương đối kỹ cho kế hoạch tấn công tiếp theo của mình. Theo tôi thì là mã 7 thế 5 thôi. Vâng, đó có vẻ như là phương án khả quan nhất. Vâng, mã 7 thế 5 rồi ạ. Một thế công rất mạnh. Chúng ta cùng chờ xem với đẳng cấp quốc tế đại sư thì hóa giải cái thế công này như thế nào. Vâng, Thành Hữu Trang, anh dự đoán như thế nào về nước đi tiếp theo của kỳ thủ Trần Quang Chiến? Theo tôi đánh giá thì với cục diện hiện tại, cái thế trận của bên đi hậu nơi trung lộ không có nhiều cây có thể bảo vệ được tướng của mình. Nếu mà lên tượng thì sẽ bị con xe ở mắt tượng nó cản và con tượng thì sẽ dễ bị tấn công. Nên là khả năng nước có một cái phương án có thể là về tấn công xe khỏi mắt tượng. Vâng, tấn công xe tại mắt tượng. Và chúng ta cùng chờ đợi. Tuy nhiên là cũng rất khó, tại vì ngay lập tức khi mà pháo lùi quá sâu thì cái không gian của con xe 8 sẽ mở ra rất rộng và nó sẽ phát huy Vâng. được cái sức mạnh của mình. Tương đối khó khăn. Thế tôi vừa rồi thì anh Nhất thay vì xe 8 bình 7 thì chơi xe 8 bình 4 sẽ hay hơn rất nhiều. Con xe đưa sang cái vị trí phòng ngự cái mặt tướng của mình trước. Nếu cần thiết thì có thể đi tướng 5 bình 4, vừa né khỏi trung lộ rất mạnh của đối phương mà lại vừa uy hiếp con sĩ đáy của đối phương nữa. Nó sẽ là một cái nước cờ hay hơn. Đó là một nước cờ công thủ toàn diện hơn. Còn xe 8 bình 7 thì là một nước cờ hơi thụ động. Ở thời điểm đó thì anh Nhất là có suy nghĩ hơi nhanh. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một cái sai lầm. Cũng có thể chơi bình 5 tiến 1. Nếu bình 5 tiến 1 thì khả năng bên tiên sẽ mã 5 tiến 6.
quá khó cho bên hậu rồi. Vâng, có thể đang rơi vào thế cờ bí. Có vẻ như sau ván đấu thứ nhất giành được chiến thắng dễ dàng trước kỳ thủ Trần Quang Chiến, thì ván đấu thứ hai anh Võ Minh Nhất đã có một phút chủ quan. Vâng, đúng như vậy. Và có vẻ dư phong độ tại ván đấu thứ hai này khác xa so với ván đấu đầu tiên. Tuy vậy, anh Võ Minh Nhất theo tôi đánh giá vẫn là một kỳ thủ rất khó có thể đánh bại. Và chúng ta sẽ cùng chờ liệu anh Trần Quang Chiến có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát hay không. Bây giờ mã 5 tiến 6 thì sẽ rất khó khăn cho bên hậu. Vâng, đúng như vậy. Mã 5 tiến 6. Nếu mã 4 thoái 5 thì thật sự là một cái nước phòng ngự quá thụ động. Pháo sẽ ăn lên tốt đầu chiếu tướng, buộc lên tượng. Có thể lấy mã hoặc lấy pháo đập tượng đều được. Nhưng ngoài phương án đó ra thì tôi cũng chưa thấy phương án nào khả dĩ hơn. Mạng 4 thoái, mạng 3 thoái 4 rồi. Giảm bớt áp lực. Ở đây thì đỏ có một kế hoạch tấn công, đó là pháo sau tiến 4 chiếu tướng. Buộc phải đi tượng 3 tiến 5 hoặc là mã 4 tiến 5 cũng vậy thôi. Rồi sẽ chơi pháo sau tiến 5 chiếu tướng nữa. Khi đó mã 4 tiến 5 thì sẽ chơi mã 6 tiến 5. Vẫn là những nước đi giằng co và pha đấu trí rất căng thẳng giữa hai kẻ thù. Có lẽ kỳ thủ Trần Quang Chiến đang phân vân phương án đi mã 3 tiến 5 chăng? Như vậy là ăn tốt rồi. Pháo sau tiến 4. Theo anh thì kỳ thủ Võ Minh Nhất sẽ chọn phương án lên tượng hay lên mã? Theo tôi thì sẽ là lên mã. Vâng. Ta sẽ cùng chờ đợi.
Vâng, như vậy là lên tượng rồi. Ở đây thì có hai kế hoạch đều rất hay, ăn mã vào tượng và ăn pháo lên tượng. Nếu ăn mã vào tượng, mã ăn lên, pháo ăn chiếu tướng, ra tướng thì có thể chơi mã 3 tiến 5. Cản mặt xe không cho xe bình sang lộ 4 phòng thủ. Vâng, có vẻ như ở ván đấu thứ hai này thì cờ đã đổi hướng và hiện tại anh Trần Quang Chiến vẫn đang chiếm ưu thế. Liệu anh có chuyển hóa ưu thế của mình để đưa trận đấu về vạch xuất phát hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những nước đi tiếp theo. Quả thật là những giây phút rất căng thẳng của ván đấu thứ hai. Vâng, đúng như dự đoán thì hai kỳ thủ đang cống hiến một ván đấu rất hấp dẫn. Chỉ một sai lầm nhỏ của anh Nhất thôi. Anh đang phải gặp khó khăn ở trong hình cờ hiện tại. Vâng, theo tôi thì đúng là một cuộc đọ sức đỉnh cao. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, anh sẽ phải chịu hậu quả. Và tới thời điểm này thì anh Nhất cũng đang phải chống đỡ sức tấn công khá mạnh của kỳ thủ Trần Quang Chiến. Thời gian thì đang trôi về những phút cuối. Anh Chiến vẫn đang đầu tư khá nhiều thời gian vào nước đi này. Có lẽ là anh đang lựa chọn hoặc là ăn mã hoặc là ăn pháo vào tượng đúng không ạ? Vâng, chính xác. Chúng ta sẽ cùng chờ xem kỳ thủ Trần Quang Chiến đưa ra lựa chọn của mình. Những trận tỉ thí đỉnh cao như thế này thì sẽ không có chỗ cho những sai lầm. Vâng, tôi vừa nghĩ đến phương án pháo 5 toái 2 thì anh Chiến đã thực hiện nước cờ này. Có lẽ vừa rồi anh đã dành rất nhiều thời gian để tính toán cho phương án này. Là Vâng. nước tấn công trực tiếp vào hai pháo của đối phương, nhưng mà mục tiêu quan trọng nhất là mở đường cho mã 6 của mình có thể nhảy 4. Rất hay. Không thể chơi pháo 2 bình 5 được. Sẽ lập tức pháo 5 tiến 5 chiếu lại rồi lấy xe ăn xe. Vâng, đó là lý do mà kỳ thủ Trần Quang Chiến đã đầu tư khá nhiều thời gian vào nước đi này, một nước đi mà theo trọng tài Đặng Hữu Trang là rất hay. C7 tiến 1. Pháo 5 bình 8. Là những đi đổi cây thôi. Lại đang lấy mã bắt pháo. Con pháo này sẽ phải chạy, chắc chắn là phải chạy.
Nhưng nước đi tấn công khá sắc bén của bên đi tiên. Lượng nó nguy hiểm đến mức nào? Thành Nhất hơi chủ quan về con xe đó. Của anh Võ Minh Nhất đã phát huy ở cái mức tối đa. Đến bây giờ thì mặc dù bên đi hậu kém xe nhưng lại ăn lại được 2 cây. Ngoài ra thì con xe đang tạm thời có xe pháo của bên Tiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu thủy thủ Võ Minh Nhất có hóa giải được cái thế công của bên đi Tiên hay không. Bây giờ tôi đề xuất sẽ là tốt 3 tiến 1. Vâng. Đốt 3 tiến 1, chúng ta cùng chờ đợi quyết định của kỹ thủ Võ Minh Nhất. Và Nếu lúc này xe rời khỏi mắt tượng thì có thể chơi mã 4 tiến 3 ngay. Tuy nhiên thì cũng có một hình chuyển tàn tương đối nguy hiểm. Tốt 3 tiến 1 xe 4 toái 2, nếu mã 4 tiến 3 thì ngay lập tức pháo 8 bình 5 ăn lời tượng chiếu tướng. Tượng 7 tiến 5 sẽ xe 8 đến 9, mã 3 thoái 2 và sẽ là xe 4 bình 5. Khi đó sẽ là thế cờ tàn. Xe 2 tốt đánh mấy pháo mã gãy tượng cũng là một cái cờ tàn nguy hiểm. Có lẽ là chưa thể đi nước tốt 3 tiến 1 được. Vâng. Và vào lúc này thì lợi thế thời gian một chút ít vẫn nghiêng về kỳ thủ Võ Minh Nhất. Tuy nhiên, khoảng cách là không lớn. Xe 2 tiến 1. Vâng, đây là một hình cờ có thể nói là ưu thế cho bên Tiên. Nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Với 4 phút 05 giây thì kỳ thủ Trần Quang Chiến
Thế dứt điểm ván cờ này như thế nào? Trước một kỳ thủ hết sức kinh nghiệm, quốc tế đại sư Võ Minh Nhất. Tốt 9 tiến 1 và tốt 9 tiến 1, hai nước chờ của hai kỳ thủ. Trước khi bước vào trận đấu này thì anh Trần Quang Chiến có chia sẻ rằng đã có những ván đấu tại đấu trường cờ Việt năm nay anh đã phải trả giá vì không biết cân lượng thời gian, và rất có thể ở ván đấu này anh sẽ rút kinh nghiệm triệt để về yếu tố đó. Các bạn có thể thấy những nước đi rất có lực của quốc tế đại sư Võ Minh Nhất. Anh sẽ đưa pháo về và đưa vào trung lộ tấn công. Quá hay, một thế cờ khó như vậy mà anh cũng cởi ra hình này. Và thật là rất rất hay cho kỳ thủ Võ Minh Nhất. Vâng, binh 7 tiến 1. Quá hay. Có lẽ là phá 3 thoái 1. Vâng, vậy là thoái về hẳn đáy ạ. Thời gian không còn nhiều, mỗi bên chỉ còn khoảng hơn 3 phút để suy nghĩ thôi. Theo trọng tài Đặng Hữu Trang thì ở ván đấu này, thời gian sẽ là yếu tố quyết định hay không ạ? Vâng, chắc chắn là đó là một cái yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến kết quả ván đấu này. Vâng. Bởi vì thực tế cả hai bên vẫn còn khá nhiều quân đúng không ạ? Vâng. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bây giờ thì sẽ không còn thời gian nhiều để cho hai kỳ thủ suy nghĩ. Sẽ phải đưa ra những quyết định rất nhanh thôi. Khoảng cách cũng đang được, khoảng cách về mặt thời gian cũng đang được thu hẹp dần. Có lẽ cũng đúng như những gì mà chia sẻ. Kỳ thủ Trần Quang Chiến cũng lo ngại về vấn đề thời gian sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Chính vì vậy những nước đi vừa rồi của anh đã rất nhanh. Vâng, nhưng mà kỳ thủ Võ Minh Nhất lại là kỳ thủ mà có những cái nước đi đang có lực hơn nhiều so với kỳ thủ Trần Quang Chiến. Vâng. Những phút cuối rất hấp dẫn của ván đấu thứ hai. Pháo 1 bình 3, rất hay. Liên tiếp là những nước đi nhiều uy lực của bên y hậu. Vừa rồi thì anh Võ Minh Nhất đã chơi mã 4 tiến 3. Thay vì mã 4 tiến 3 thì có thể chơi mã 3 thoái 5 thì sẽ dễ dàng đưa về cục diện hòa cờ hơn. Nếu mã 3 thoái 5 bắt xe và bắt pháo thì khả năng sẽ phải chơi xe 6 bình 5. Khi đó chơi xe 6 tiến 2 ăn pháo. Dường như bắt buộc phải xe 5 tiến 2 ăn lại mã, và khi đó tốt biên xe tốt 9 tiến 1 ăn lên thì rất dễ hòa cờ. Tuy nhiên hình cờ hiện tại thì cũng rất dễ hòa rồi. Đấu xe. Đương nhiên là không đấu. Bên đây thì chỉ không cần mắc sai lầm lớn thì bên hậu sẽ dễ dàng đưa thế cờ về
tỷ số hòa. C8 tiến 4. Và thậm chí anh Võ Minh Nhất hoàn toàn có thể giành chiến thắng về mặt thời gian. Bởi lẽ anh vẫn đang có một đôi chút ưu thế so với Trần Quang Chiến. Khoảng cách bây giờ là khoảng hơn 10 giây. Vậy là kỳ thủ Võ Minh Nhất đang mở ra một cuộc phản công. Anh đang đi rất nhanh. Vâng, những nước đi rất gấp rút của cả hai bên. Vâng, cũng dễ hiểu thôi. Thời gian dành cho ván đấu thứ hai không còn nhiều. Vừa rồi thì anh Nhất đã đi một loạt những nước cờ rất hay để phản công lại thế công của bên anh Trần Quang Chiến. Thế bây giờ thì hai bên chỉ có đánh bằng thời gian thôi. Thời gian còn lại rất ngắn và không biết rằng có kịp để dứt điểm ván cờ hay không. Anh Nhất vừa mắc một sai lầm rất lớn. Sau khi ăn được xe của đối phương thì con tượng ăn mã lại đang tấn công xe. Anh Nhất sao có vẻ như không được tập trung cho lắm. Vâng, như hình ảnh có vẻ anh Nhất không hài lòng với những nước đi vừa rồi của mình. Có vẻ anh đang tỏ ra rất tiếc nuối. Liệu anh có thể cầm hòa ván này hay không? Thời gian cho anh Nhất chỉ còn 30 giây nữa thôi. Lợi thế đang thuộc về anh Trần Quang Chiến. Những phút cuối cùng rất căng thẳng và hấp dẫn. Đúng là thể thao thì không nói trước được điều gì. Ngay Vâng. cả ở hình cờ hiện tại thì muốn thắng cũng rất là khó. Tuy nhiên thì anh Chiến lại có ưu thế về thời gian. Vâng, có vẻ như nhận thức chính xác về lợi thế của mình nên anh Trần Quang Chiến đi rất nhanh. Chỉ còn hơn 10 giây cho anh Nhất thôi, quá khó rồi. Có lẽ chúng ta sẽ lại đến với một ván cờ chớp. Vâng. Như vậy rất có thể ván đấu sẽ phải kéo về ván cờ chớp. Không còn thời gian cho Nhất nữa rồi. Vâng, hết giờ rồi ạ. Vâng, như vậy là thời gian dành cho kỳ thủ Võ Minh Nhất đã hết và bây giờ xin mời trọng tài Đặng Hữu Trang sẽ công bố kết quả của ván đấu thứ hai. Vâng, như vậy là ván đấu thứ hai đã kết thúc với phần thắng nghiêng về kỳ thủ Trần Quang Chiến. Và sau hai lượt đấu thì hai kỳ thủ đã có tỷ số hòa 2-2 và sẽ phải phân định thắng thua bởi trận cờ chớp. Vâng, thực Ở trận cờ chớp thì anh Nhất sẽ được cầm quân đi tiên. Vâng, xin nhắc lại với quý vị khán giả, ở ván đấu cờ chớp thì kỳ thủ bốc thăm được đi tiên ở ván 1 thì sẽ được cầm quân đi tiên với thời gian là 6 phút. Bên đi hậu có thời gian là 5 phút, nhưng mà bên đi tiên sẽ phải chấp bên hậu hòa được. Đây chắc chắn sẽ là một ván đấu cống hiến khi mà tiên buộc phải thắng chứ không thể hòa. Với lợi thế về đi tiên vào 1 phút thì tôi tin rằng anh Nhất sẽ đem về một chiến thắng và vượt qua kỳ thủ rất khó nhằn là Trần Quang Chiến. Ở ván đấu này thì cả hai bên lại triển khai lại thế trận tiên nhân chỉ lộ đối tốt để pháo.
Tuy nhiên với cục diện là buộc phải thắng thì anh Nhất đã lựa chọn một biến hóa khác. Anh không chơi sĩ 6 tiến 5 sớm như ở ván 1. Nhưng nước đi được hai kỳ thủ thực hiện rất nhanh. Và 8 thái 3 bắt xe và xe 6 tiến 2. Ưu thế cũng về thời gian của kỳ thủ Võ Minh Nhất không còn nhiều nữa. Và về hình cờ hiện tại thì cả hai bên đều tương đối khó xử lý. Vâng, ở những ván cờ chớp như thế này thì yếu tố thời gian sẽ là vô cùng quan trọng. Phần lớn yếu tố thời gian sẽ quyết định tới việc thắng thua. Chính vì vậy, cả hai kỳ thủ của chúng ta đều đưa ra những quyết định rất nhanh, không giống như hai ván đấu trước đó. Như vậy là nội dung cờ chớp thì anh Trần Quang Chiến đang thi đấu khá hay. Mặc dù cầm quân đi hậu nhưng anh đã đưa được những cây mạnh của mình ra những vị trí chiến lược. Lại là một hình khó cho anh Nhất rồi. Mặc dù là một kỳ thủ nghiệp dư và không thi đấu chuyên nghiệp, thế nhưng cho tới thời điểm này, kỳ thủ Trần Quang Chiến tới từ Hà Nội đã gây rất nhiều khó khăn cho một kỳ thủ được đánh giá rất cao là Võ Minh Nhất tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh Võ Minh Nhất đã giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó phải kể tới chức vô địch quốc gia năm 2010 hay giải châu Á 2013 tại Trung Quốc, nơi mà anh chỉ chịu thua một đối thủ rất mạnh tới từ Trung Quốc là Hứa Ngân Xuyên ở vòng bán kết. Và năm đó anh giành hạng tư. Hình cờ hiện tại thì bên đi hậu đang hơn một cây. Tuy nhiên rằng hai pháo vào mã vẫn còn chưa triển khai được. Nếu là nội dung cờ tiêu chuẩn thì có thể nói bên hậu sẽ rất dễ giành chiến thắng. Tuy nhiên đây là cờ chớp và chúng ta hãy cùng chờ xem. Bỏ trước lấy lại sau. Bỏ tốt trước để đưa xe vào đầu tấn công tốt. Một ý đồ rất như vậy là kém cây rồi, kém cây mà buộc phải thắng chắc là sẽ rất khó cho anh Võ Minh Nhất rồi. Đúng là trong thể thao thì không thể nói trước được điều gì. Ở ván đấu thứ nhất thì anh Nhất đã dễ dàng giành được chiến thắng. Tuy nhiên sang ván đấu thứ hai, anh để anh Trần Quang Chiến có ưu thế rất lớn ở khai cuộc. Rồi anh đã đi một loạt nước cờ xuất sắc để gỡ lại ở chung cuộc.
Thế rồi lại đến những phút chót anh lại mắc sai lầm mà để phải nhận một kết quả là cân bằng tỷ số ở mặt cờ chậm rồi bước sang ván cờ chớp. Có vẻ như bước tới ván cờ chớp thì tinh thần của anh Nhất đã hơi lung lay. Vâng, tôi cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ lúc này mặc dù được đi trước, được đi tiên và có ưu thế thời gian hơn, thế nhưng hiện tại ưu thế về thời gian lại đang thuộc về kỳ thủ Trần Quang Chiến. Anh Chiến thì ngược lại đang có những quyết định rất nhanh. Chúng Và lúc ta cùng này chờ xem liệu anh Nhất có vượt khó được không. Một cách về thời gian nữa cũng nâng lên. Hai bên đang đi cờ rất nhanh. Nhưng thời gian thì vẫn khoảng cách về thời gian thì vẫn nới rộng. Quá khó rồi thưa các bạn. Anh Trần Quang Chiến cũng tỏ ra rất có kinh nghiệm trong ván cờ chớp này. Những tính toán của anh rất nhanh. Cơ hội duy nhất ở hình cờ hiện tại chỉ là thời gian thôi. Còn thời gian thì anh Chiến lại đang là người có ưu thế. Rất khó. Chỉ còn hơn 30 giây nữa thôi. Những giây phút rất hồi hộp. Lúc này thì kỳ thủ được đánh giá rất cao Võ Minh Nhất đang lâm vào tình cảnh khó khăn. Có lẽ không còn thời gian cho Võ Minh Nhất nữa rồi. Chỉ là 4 giây thôi, còn bên kia là hơn 40 giây. Đó, khoảng cách khá lớn về mặt thời gian. Vâng, như vậy là đã hết thời gian. Và xin mời trọng tài Đặng Hữu Trang sẽ công bố kết quả của ván cờ chớp. Như vậy với ván cờ chớp, anh Trần Quang Chiến đã hậu thủ xuất sắc trước anh Võ Minh Nhất cầm quân đi tiên và giành quyền đi tiếp vào vòng 4.